Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ đồ chế xe ba bánh dành cho người già, người yếu chân tay. Cái bộ này thì có các cái loại cầu là 60, 65, 70, 80 cm, thì cái đấy là tùy chọn do khách hàng lựa. Khách thích loại nào thì dùng loại đấy. Bánh ở đây là sử dụng bánh mâm đúc 400-10, đường kính là 46 cm, bản rộng là 10 cm, có kèm theo bộ khung càng, tay thắng dầu này là tay thắng bên trái có khóa các bạn nhé. Chắn bùn thì cái mục chắn bùn mình chưa có cố định lên trên dàn đâu. Cái dàn của nó cơ bản là phụ tùng rời như thế này, thì các bạn về là các bạn lắp lên thì nó cũng hoàn thiện được 80% rồi. Thế còn lại là 20% các bạn phải tự hoàn chỉnh nốt. Về cơ bản thì mọi thứ đã được cân chỉnh sẵn rồi, các bạn về lắp vào là sử dụng thôi. Đấy. Các cái khớp nối các đăng thì các bạn về các bạn cắt chỉnh theo xe. Cái này mình cũng chưa cắt chỉnh, các bạn cắt ngắn lại và theo cái khổ xe của các bạn thôi. Đấy. Các cái ốc vít thì có đưa kèm theo. Thì một số cái phần chính như là phần lốp đây, thông số lốp chính của nó là 400-10 này. Đấy. Tải trọng trên một bánh của nó này rất là tốt, lốp này là lốp tốt các bạn nhé. Đây. 290 kg trên một bánh mắc nót đấy. Đây cho bác tận cho đây. Mắc nót 290 kg này. Đấy, bánh thì có tim ốc là chéo 10. Và đo cạnh này là 7. Lốp không xăm các bạn nhé. Đối với những cái dòng hộp số ấy, thì có các loại dành cho các loại xe máy khác nhau thì các bạn lựa chọn. Đấy, có được kèm theo cho các bạn những cái tai phanh tai để làm giảm sóc. Đấy. Cầu phanh dầu hai bánh, dây dầu đây, dây dầu là dây dầu chia này, dây ngắn vừa đủ nha các bạn nhé, dây dầu ngắn vừa đủ cho hai bánh. Và một sợi dây dài, dây này dài 1m65 đến 1m7, thì cái này mình sẽ đưa cho các bạn khoảng 1m50 đến 1m7, thì các bạn về làm là cũng tương đối vừa. Một đôi chắn bùn inox. Đấy. Thì toàn bộ cái bộ phụ tùng này thì mình sẽ để phần giá cả ở dưới phần mô tả sản phẩm, và các bạn có thể đặt hàng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.